Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm nay thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ tiếp tục bị bao phủ bởi màn sương mù dày, đặc biệt là vào lúc sáng sớm, sương mù xuất hiện dày đặc, làm tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 300 cho đến 400 mét, có nơi giảm xuống dưới 50 mét, khiến cho việc lưu thông của các phương tiện gặp rất nhiều khó khăn. Sở dĩ có hiện tượng này là bởi khối không khí lạnh đã di chuyển về phía đông và tạo điều kiện cho hơi ẩm từ biển theo hướng đông và đông bắc đi vào đất liền, gặp điều kiện nhiệt độ giảm thấp về đêm và sáng, ngưng tụ lại thành sương mù. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai thì khối không khí lạnh lệch đông tiếp tục bao phủ các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Do vậy, tình trạng nhiều mây và sương mù dày tiếp tục còn duy trì, đặc biệt là tại các khu vực vùng núi như là tại Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn thì sương mù có thể xuất hiện dày đặc hơn. Sương mù chủ yếu gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Để hạn chế ảnh hưởng của sương mù, người điều khiển phương tiện cần bật đèn vàng, hạn chế tốc độ và chú ý quan sát. Bà con nông dân cần tăng cường kiểm tra vườn cây, đồng ruộng vì sương mù cũng kích thích sâu hại phát triển. Ngoài ra thì mọi người cũng nên tránh ra đường vào lúc sáng sớm, thời điểm mà sương mù xuất hiện nhiều. Nếu phải ra đường thì tốt nhất là nên đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe. Vâng, sương mù cũng làm gia tăng cảm giác rét về đêm và sáng, với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến từ 14 cho đến 17 độ, một vài nơi thuộc vùng núi còn xuống dưới 13 độ. Ngày mai dự báo khối không khí lạnh sẽ tăng cường yếu trở lại, tuy nhiên thì thời tiết tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ sẽ không có nhiều biến đổi, mưa hầu như ít xảy ra và nên nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ giảm nhẹ, dao động trong khoảng 22 cho đến 25 độ. Hiện tượng sương mù không chỉ ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân các tỉnh thành khu vực miền Bắc, mà trong ngày hôm nay nó còn xảy ra ở hầu khắp các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, lan xuống tới phía Nam tận các tỉnh khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, gây ra không ít khó khăn cho quá trình lưu thông của người dân trên khu vực. Sáng sớm ngày mai thì sương mù vẫn duy trì ở các tỉnh từ khu vực Thanh Hóa trở vào cho đến khu vực Thừa Thiên Huế, trời rét vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất tại đây dao động từ 15 cho đến 18 độ. Tuy nhiên, khi mà nắng lên thì hiện tượng sương mù này cũng tan nhanh sau đó, nên nhiệt sẽ tăng lên mức 23 cho đến 26 độ và càng dịch chuyển về phía Nam thì nhiệt độ lại càng có xuống tăng cao. Tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận thì nhiệt độ cao nhất ngày có thể lên đến ngưỡng 27-30 độ. Còn tại khu vực Tây Nguyên thì thời tiết tốt với đêm không mưa, ngày nắng sớm và nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng lên 25 cho đến 28 độ. Riêng tại khu vực Đà Lạt sẽ có nền nhiệt thấp nhất với biên độ nhiệt ngày đêm dao động từ 12 cho đến 23 độ. Còn đối với các tỉnh khu vực Nam Bộ thì chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục xuống nhanh. Ngày mai, mực nước tại trạm Phú An trên kênh Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền sẽ giảm xuống mức dưới báo động 1. Sau đó, diện ngập úng sẽ thu hẹp dần và sang đến đầu tuần tới thì hiện tượng ngập úng sẽ chấm dứt. Trong khi đó, thời tiết các tỉnh khu vực Nam Bộ cũng khá ổn định với trạng thái là đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 29 cho đến 32 độ. Các hoạt động sinh hoạt của người dân có thể tiến hành thuận lợi trong ngày làm việc đầu tuần. Còn đối với khu vực Biển Đông thì trong đêm nay và ngày mai, tại khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ suy yếu, nên gió Đông Bắc trên khu vực này chỉ duy trì trong khoảng cấp 4, cấp 5. Sang đến chiều ngày mai, khi mà khối không khí lạnh được tăng cường trở lại, thì gió Đông Bắc trên khu vực Bắc Biển Đông có xu hướng sẽ mạnh lên cấp 6, giật trên cấp 6, với nhiệt độ tại Hoàng Sa sẽ dao động trong khoảng là 24 đến 29 độ. Trong khi đó thì ở khu vực phía nam của Biển Đông và quần đảo Trường Sa lại chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc kết hợp với rãnh áp thấp có trục ở khoảng từ 4 cho đến 6 độ Vĩ Bắc, nên trong đêm nay và ngày mai tại đây vẫn còn có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6. Ngoài ra tại khu vực phía nam của Biển Đông thì mưa rào và dông vẫn còn xảy ra làm giảm tầm nhìn xa xuống từ 4 cho đến 10 km với nhiệt độ tại đây là từ 25 cho đến 29 độ. Vâng, như vậy là ngày mai thì người dân miền Bắc sẽ đón tuần mới với thời tiết rét hơn một chút, sương mù vẫn còn duy trì vào sáng sớm. Trong khi đó thì khu vực phía Nam sẽ duy trì trạng thái là nắng ráo và chiều cường cũng rút dần. Tới đây bản tin thời tiết tổng hợp tối nay cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.